Isabella Phạm. Ngày hôm nay mình đang đứng ở một thành phố rất là nổi tiếng của Ý luôn, mà thành phố du lịch có tên là Venezia. Sau lưng của mình là nhà thờ. Thành phố này là nằm trên biển, thành phố duy nhất ở trên thế giới mà nằm trên biển đó, nằm trên một hòn đảo đó. Bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan một vòng thành phố Venezia nha. Hello cả nhà, ngày hôm nay có đi chung với một em gái tên là Monica, người Việt Nam luôn nè. Mà trời, người Việt Nam mà nhìn dễ thương giống Tây chưa đó. Hello, chào mọi người. Ngày hôm nay hai chị em sẽ đi tham quan thành phố Venezia và sẽ đi quay phim cho cả nhà xem nha. Đây là lần thứ ba mình đến thành phố Venezia đó, rất là đẹp luôn. Thành phố nổi tiếng là lãng mạn đó. Các cặp đôi đó thường đến đây để mà chi. Có nghĩa là mình đang muốn giải thích là nếu mà mọi người mà giận nhau á, mà đến thành phố Venezia thì sẽ hết giận luôn, sẽ quên đi nỗi buồn vì thành phố rất là lãng mạn và rất là đẹp luôn, thành phố nước đó. Đó, đây em nói đi. Rất là đẹp luôn mọi người. Mình đã đi đến đây lần, có thể là lần thứ tư hoặc là lần thứ năm rồi, nhưng mà lần nào vẫn cảm giác như lần đầu, rất là thích luôn. Đúng rồi. Cho nên là những ai chưa có dịp đến đây hãy đến đây để trải nghiệm. Nhất là đi với người yêu rất là vui. Đúng rồi đó, đi với người yêu là trời đất thiệt, đi với người yêu là lãng mạn lắm luôn đó. Rất là lãng mạn. Thành phố có một, thành phố này là gọi là có một mình trên thế giới. Chỉ có một mình Venezia là nằm ở trên biển, một hòn đảo nhỏ. Đây, Monica đây nè. Trời, nhà em này ở gần đây là rất là thích luôn. Thích một cái là chạy đến đây ngồi ngắm sông, ngắm biển, nó cho quên nỗi buồn luôn cả nhà ơi. Bây giờ sẽ đi theo chân Isabella và Monica. Đó, thấy chưa? Đó, hai chị em mình đi hôm nay là đi khám phá hết luôn Venezia luôn nha. Với đó là tiếc vì trời hôm nay nó không có nắng nhiều đó cả nhà, nên mình quay phim nó không có được đẹp lắm, nhưng mà không sao hết. Vì em đi cái thuyền này chưa? Cái gondola gì đây nè. Cầu đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu với cả nhà là đi tham quan cái cầu này, rất là cao luôn đi. Xa cả nhà có thấy nhà thờ, cái chót của nhà thờ đó. Venice được hình thành từ 100 đảo nhỏ chia cách nhau bởi hệ thống kênh đào và kết nối với nhau bằng những cây cầu bắc ngang. Vì vậy nên giao thông ở Venezia là sự phối hợp hài hòa giữa đường bộ và đường thủy để thuận tiện trong việc di chuyển trên đảo. Venice nằm ở đông bắc nước Ý. Phố được mệnh danh là một thành phố lãng mạn nhất thế giới. Có 118 hòn đảo và 175 kênh đào. Tổng cộng ở Venice 444 cây cầu. Nên khi mà các bạn tham quan du lịch ở Venice là các bạn sẽ bị mỏi chân lắm, rất là mỏi chân luôn, vì mình phải đi lên những cái cầu đó. Xa xa các bạn có thấy những con thuyền không? Đó là thuyền để cho mình đi tới đi lui trong thành phố đó. Vì phương tiện duy nhất ở đây là đi bằng thuyền, chứ mình không có đi bằng xe hơi. Và cũng đi bộ thì rất là mỏi chân các bạn ơi, vì nó rất là nhiều cầu đó. Nhiều khi muốn đi tham quan là mình đi cái thuyền đó, nó đi ra đảo đi. Ví dụ mình đi ra đảo đi là mình đi lên cái thuyền này nè. Đó, mình mua vé 6 euro đó. 6 euro là một lần đi nhé. Monica cười đi, chào đi nè. Trời ơi, xinh đẹp lắm luôn á. Cô gái nghe đó, rất là giống nghe luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan nhà thờ chánh tòa đó. Đây là con đường, hai bên đường là bán đồ lưu niệm, tượng trưng cho thành phố Venezia. Đây. Em nhìn cho chị coi có con ong không em? Đứng đây nhìn giùm chị coi. Kìa, ong kìa. Thank you.
Em chụp hình cảnh đi Monica. Có gì em gửi cho chị, em chụp hình cảnh. Ở Venice các bạn sẽ thấy rất là nhiều con thuyền như vậy, gọi là gondola. Mình sẽ mua vé đó, hình như 2 người hay 4 người á là 70 hay 80 euro đó. Mình chưa có được ngồi bao giờ hết đó, chưa có được ngồi thử luôn. Nhưng mà ngồi trên cái con thuyền đó là cái người chèo thuyền đó, người ta sẽ chở các bạn đi hết nguyên một vòng cái con sông của Venice luôn đó. Đi chung quanh luôn đây nè. Đó, các bạn thấy được không? Ở khắp nơi Venice đều có những con thuyền này, gondola đó. Chỗ rất là lãng mạn luôn đó. Thành phố được mệnh danh là thành phố tình yêu đó. Mình nghĩ là nếu mà các cặp đôi trai gái mà đến đây thì rất là tuyệt vời. Từ nãy giờ leo qua là ba cái cầu rồi đó. Ba cái cầu rồi cả nhà ơi. Eo ơi, mệt quá vì ở đây cầu nhiều lắm trời, hình như tới mấy trăm cây cầu luôn đó. Phương tiện chính ở thành phố là đi bằng thuyền nha, không có đi bằng xe, đi bằng thuyền đó. Nó đang đi vào một con hẻm rất là nhỏ luôn. Con kênh đào chảy qua từng ngõ ngách của Venice tạo nên một Venice đặc biệt. Trên thế giới không có một thành phố nào giống như thành phố Venice, rất là đặc biệt luôn. Dân số khoảng 300.000 người các bạn, không nhiều ha, khoảng 300.000 người thôi. Đây là con đường mua sắm, đường rất là hẹp luôn, hai bên đường là các cửa hàng bán đồ đó, đồ lưu niệm nè, bán mắt kính. Nói chung là thời trang đó, thời trang của Ý thì nổi tiếng rồi, không cần phải nói. Còn đây là gondola, cái này là chỉ dành cho hai người thôi đó. Ôi rất là đẹp luôn, trời, mình đứng đây mình ngắm, mình nhìn mà mình không có chán luôn đó. Đó, đẹp quá à. Còn đây là quảng trường Thánh Marco. Đây là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất trên thế giới, là biểu tượng của linh hồn cư dân Venice. Quảng trường bao gồm rất nhiều địa danh như Vương Cung Thánh Đường San Marco, Dinh Tổng Trấn, Tháp Chuông. Vào mùa du lịch cao điểm, quảng trường này tiếp đón hàng chục ngàn khách du lịch mỗi ngày. Bạn tham quan Vương Cung Thánh Đường Thánh Marco. Mình đang đi vào bên trong đó, đây là trên trần nè, tất cả là bằng vàng luôn đó. Đó, mình đứng xếp hàng để mình mua vé đó. Đây là trên cung thánh. Mình rất là tiếc vì ở trong nhà thờ đó là đang rào lại để sửa chữa. Chính vì vậy mà mình không có quay phim hết nguyên nhà thờ cho các bạn, mà nhà thờ rất là đẹp luôn. Đó, đây là cung thánh được bên trên cung thánh đó. Vương Cung Thánh Đường Thánh Marco được xây dựng vào năm 1063 và kết thúc năm 1617. Khách du lịch khi mà đến Venice đều muốn vào trong tham quan Vương Cung Thánh Đường vì rất là đẹp, rất là cổ kính, mà ở trên mái ngói là bằng vàng luôn đó, bằng đồng bằng vàng, rất là đẹp luôn. Cả một công trình vĩ đại.
Cả nhà ơi, cả nhà có thấy là Venezia rất là đẹp không? Thành phố rất là đẹp luôn. Thành phố là một con kênh đó các bạn. Eo biển đó, đúng rồi. Phải gọi là eo biển nha. Trời rất là xinh đẹp luôn. Mình leo cầu thang mà mình mệt đó, mình nói không nổi luôn đó các bạn. Rất là nhiều cây cầu ở bên đây. Đó, sau lưng mình nè. Mình đang đứng trên một cây cầu luôn đó. Mệt quá. Nhưng mà đẹp lắm các bạn ơi. Nhưng mà đến đây rồi là mình sẽ quên hết đi những buồn phiền luôn đó. Một thành phố có một trên thế giới. Không có thành phố nào giống Venezia. Venezia là tiếng Ý. Tiếng Anh là Venice. Em thấy hai bên đường này nó bán đồ lưu niệm quá trời luôn đó, bán sốt quá trời luôn đó. Đi xuống nửa chỗ này rồi mình quay lại. Ok. Bây giờ đi ra nhà ga đi xe lửa về các bạn ơi, vì trời chuẩn bị tối đó. Trời mùa đông á, 4 giờ chiều thôi là trời tối liền rồi. Mùa hè thì rất là đẹp nhưng mà mùa đông thì không có đẹp lắm. Với lại ngày hôm nay trời lại không có nắng nữa nên rất là tiếc ha. Chứ nếu mà Venezia mà có nắng thì thôi trên cả tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Hôm nay trời nó hơi âm u, không có nắng. Đây mình quay cho các bạn xem là cái con đường này nè, người ta bán đồ lưu niệm đó, rất là đẹp. À sô cô la hả? À, sô cô la không ăn. Ờ, trời sô cô la chị ngon lắm. Thỉnh thoảng á, người nó mệt á, mình ăn cũng ăn một miếng. Rồi. Không, đúng rồi đi hướng này đi. Vì một năm là đi Nhật một lần đó em, qua bên đó cũng đi bộ mà. Hello cả nhà ơi, suốt một ngày đi quay phim và đã cho cả nhà xem được là Venezia rất là đẹp. Bây giờ tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại Venezia. Xin chào.